Chỉ trong một tuần, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc đậu mùa khỉ mới, nâng tổng số ca lên 19 ca. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này đang phải cùng lúc đối phó với 5 dịch bệnh bao gồm sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ, đậu mùa khỉ và COVID-19. Trong số 19 ca mắc đậu mùa khỉ, có 2 ca nhập cảnh và 1 ca xuất cảnh sang Đài Loan, Trung Quốc. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly và điều trị 12 trường hợp bệnh đậu mùa khỉ, tất cả đều đang ổn định về tình trạng sức khỏe. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng 14.126 ca mắc sốt xuất huyết. Trong tuần qua, thành phố đã ghi nhận thêm 422 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 5,3% so với trung bình của 4 tuần trước. Các quận và huyện với số ca mắc bệnh trên 100.000 dân, gồm có quận 1, quận 8 và quận Bình Thạnh. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị tổng 200 ca sốt xuất huyết, trong đó có 103 ca trưởng thành và 96 ca trẻ em. Số ca mắc bệnh tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay là khoảng 30.000 ca. Riêng trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 1.532 ca mắc tay chân miệng, tăng gần 1,5 lần so với trung bình của 4 tuần trước. Các quận và huyện với số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân bao gồm quận Bình Tân, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh. Hiện thành phố đang điều trị cho 346 ca bệnh tay chân miệng, trong đó 103 ca có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã chủ động trong việc đối phó và thành công trong việc giải mã gen của các loại virus gây ra bệnh đậu mùa khỉ và đau mắt đỏ. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra. Tiếp tục hợp tác mật thiết với các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện cũng như thành phố Thủ Đức trong việc chỉ đạo, kiểm tra và giám sát triển khai công tác phòng chống dịch để đảm bảo tuân thủ nghiêm các chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế trong công việc phòng chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ và đậu mùa khỉ. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau: 1. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất là che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng với nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi ho và hắt hơi, không khoảng nhổ bừa bãi nơi công cộng. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 3. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân, kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ, cần chủ động liên hệ với các cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. Đồng thời cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục. 4. Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở, nơi làm việc có người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử lý kịp thời, không tự ý điều trị. 5. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, khu vực Trung và Tây Phi, cần tránh tiếp xúc trực tiếp với động vật có vú, chết hoặc sống, như động vật gặm nhấm, thú cô túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt Nam, cần chủ động khai báo với các cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. 6. Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.